Hello, chào các bạn, chào các bạn quay trở lại kênh channel tô màu của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ trình dẫn các bạn tô màu với tranh hình ảnh một em bé đang cầm những hình ngôi sao nha. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Những hình ngôi sao mình sẽ tô màu vàng. Mái tóc mình sẽ tô màu đen. Chiếc áo mình sẽ tô màu xanh dương. Chiếc gối mình sẽ tô màu xanh ngọc kết hợp với màu cam.
bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh này, em bé đang chơi những hình ngôi sao. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình.